năm thành phố có nhiều người Việt định cư nhất tại Arkansas. Little Rock là thành phố lớn nhất ở Arkansas và có nhiều người Việt định cư tại đây. Thành phố có nhiều địa điểm nổi tiếng như thư viện và bảo tàng tổng thống William Clinton, tổng thống thứ 42 của Mỹ. River Market Eatries cũng là một địa điểm nổi tiếng với chợ nông sản, nhà hàng và nhiều lựa chọn giải trí khác. Người Việt bắt đầu nhập cư và định cư tại Fort Smith vào những năm 1970 và đầu những năm 1980. Cộng đồng người Việt ở thành phố được biết đến vẫn còn gìn giữ những truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Những lễ hội về Tết vẫn được tổ chức hàng năm trong cộng đồng. Fort Smith là thành phố có cộng đồng người Việt sinh sống cao thứ hai tại tiểu bang Arkansas. Springdale là một thành phố ở tây bắc Arkansas với dân số gốc Việt ngày càng tăng. Thành phố có bảo tàng lịch sử Ozark Silo, nơi trưng bày lịch sử và văn hóa của khu vực. Thành phố cũng tổ chức nhiều sự kiện và lễ hội, như lễ hội Ozark Oktoberfest, nơi có ẩm thực, âm nhạc và đồ thủ công đến từ vùng Ozark. Jonesboro là một thành phố nằm ở phía đông bắc Arkansas với một cộng đồng người Việt nhỏ nhưng cực kỳ gắn bó với nhau. Các thành viên tích cực tham gia vào các sự kiện và lễ hội địa phương. Trường đại học Arkansas State University nổi tiếng cũng được đặt tại đây. Jonesboro cũng tổ chức nhiều lễ hội sự kiện nổi tiếng như hội chợ Northeast Arkansas, triển lãm Delta và lễ hội Scotland Arkansas. Bentonville là một thành phố ở tây bắc Arkansas với dân số gốc Việt đang phát triển. Thành phố này có bảo tàng nghệ thuật Crystal Creek, nơi trưng bày bộ sưu tập nghệ thuật của Mỹ từ thời thuộc địa cho đến ngày nay. Bentonville cũng là nơi có bảo tàng về Walmart, nơi trưng bày lịch sử của gã khổng lồ bán lẻ Walmart. Vậy theo bạn, ngoài năm thành phố này ra, đâu là thành phố đáng sống nhất tại Arkansas?